Subscribe សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe លើ Channel នាងខ្ញុំ là riêng phơi cá cho nó bảo hộ ẩm nắng. Chàng riêng bằng rụt đầy bằng chồng nó bay cũng áo trắng chàng đã bằng pi sập pi cà phê sang sốc pi sập thế chàng trai bay sập pi cà phê chà mình tóm món chúng tôi cả bằng tay và dân chua muối tôi cả xong cục bún chà xong cục bún chào nữa mình tắt nó như băng đàm chế bằng miếng trống cho dân khuya ca cho tự ông ta tôm dân trôn này chà rồi hai bông mà đẹp trai nâng mặt tỉ cho mớ